Hello, xin chào tất cả mọi người. Vừa nãy thì Hùng gặp phải một sơ suất, đó là Hùng giới thiệu đôi giày Lai Ling ARHM133. Hùng giới thiệu mỗi màu đen, Hùng quên giới thiệu màu xám. Thì Hùng cho mọi người cùng xem màu xám đấy ạ. Màu xám thì nó cũng giống hệt màu đen, nó chỉ khác màu thôi. Tất cả về công nghệ đế thì gồm có 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp cao su chống mài mòn cao, giúp bám sân rất tốt. Lớp thứ hai là lớp giảm chấn chính, nó khá là dày, lớp trắng trắng này. Lớp thứ ba là lớp siêu giảm chấn Lai Ling bọt biển, Lai Ling Cloud, công nghệ bọt biển. Đôi giày thì có hai miếng nhựa giữ đôi giày rất là chắc chắn ở gót. Chất liệu phản quang màu trắng này, trên dây giày các sợi phản quang trên dây giày này nó thêu vào đó. Công nghệ vải dệt, chất liệu vải dệt rất là dày dặn. Đôi giày này 1.740.000, giảm còn 850.000 nha mọi người. Với màu này thì còn size 39,5, size 40 và 42, 41 hết rồi. Còn với màu đen lúc trước Hùng giới thiệu thì có còn một đôi size 39,5 và còn size 40, 41 và 42. Đó thì có hai màu. Mọi người nếu thích một chút màu xám này thì mọi người có thể đặt màu xám, hoặc là mọi người thích màu đen thì mọi người có thể đặt màu đen. Đó. Và chi tiết về các công nghệ Hùng giới thiệu thì ở video kia Hùng cũng đã giới thiệu rồi. Và tiếp theo thì Hùng giới thiệu với mọi người một mẫu giày tiếp theo. Mẫu giày có mã đó là ARBN007, giá gốc là 399 tệ. 399 tệ bao tiền nhỉ? Để Hùng tính. Ok, nó rơi vào khoảng 1 triệu tư nha mọi người. Khoảng 1 triệu tư nha. ARBN007, giá gốc 399 tệ, rơi vào khoảng 1 triệu tư. Đây, chúng ta cùng tìm hiểu về sản phẩm này xem nó sale bao nhiêu. Ok, đây là sản phẩm, tiếp tục là một đôi giày thuộc dòng giày chạy. Các bạn nhìn thấy chữ LN Run đấy không ạ? LN Run có nghĩa là Lightning Run. Ok, đã nói đến dòng giày chạy của Lightning, thường thì khi Hùng cầm những đôi giày này lên và đế nó cứ trắng trắng như này thì nó là công nghệ siêu nhẹ, có nghĩa là đôi giày siêu nhẹ. Công nghệ giày này đế cũng là siêu nhẹ, công nghệ Elite. Công nghệ Form Elite vẫn là công nghệ đế cực giảm chấn cực kỳ tốt, thường xuyên áp dụng cho các dòng giày chạy siêu nhẹ của hãng Lai Ling. Giảm chấn rất là tốt nha, lớp của nó rất là dày ạ. Mặt đế này rất là bám nền, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Công nghệ vải dệt, với các dòng giày chạy thì công nghệ vải dệt của nó khá là mỏng. Tuy nhiên độ bền của nó thì cũng rất là đảm bảo, mọi người yên tâm là không bị rách đâu ạ. Dù khi mọi người đeo cái này đi đánh cầu hay đi đánh bóng chuyền thì mới sợ rách thôi. Chứ còn mọi người đi chạy thì thoải mái luôn, vì đây là giày chạy mà. Đi chạy, đi tập gym hay là đi chơi thì vô cùng thoải mái luôn. Ok, Hùng rút cái này ra nhá. Ok, khi Hùng rút ra đúng không ạ, thì đôi giày nó sẽ mất form đi đúng không ạ. Bởi vì chất liệu vải dệt của nó rất là thông thoáng và nó khá là mỏng. Mỏng nhưng không có nghĩa là không chắc chắn. Nó mỏng nhưng sợi của nó rất là chắc chắn. Với đôi giày này mọi người đi cực kỳ thông thoáng và phải nói là siêu nhẹ, rất là nhẹ. Đó, rất là nhẹ luôn. Đôi giày này để Hùng xem nó sản xuất. Ok, Hùng được nhìn thấy ở đây thì nó được sản xuất vào ngày 16 tháng 1 năm 2018 mọi người. 16 tháng 1 năm 2018, lật nót giày lên và sẽ nhìn thấy ngày tháng sản xuất. Ok, đây. Đôi giày này giá gốc là 1.400.000, giảm giá còn hết xe 41 à. Giảm giá còn 650.000 ạ. 1.400.000 giảm giá còn 650.000. Cái đôi này thì Hùng bán rất là chạy bởi vì mức giá của nó cũng quá là ngon. Và dân của mình bây giờ cũng phát hiện là anh em thường thích đi giày gọi là loại dạng siêu nhẹ hơn. Với cái đôi này đi mùa hè cực kỳ thoáng chân, nó rất là thích. Đó. Đây là cái ấy phía bên trong này, biểu tượng Lai Ling rồi này. Còn nó cái RR cái gì đây thì không chẳng biết. Đó, đôi giày Lai Ling ARBN007, 1.400.000, giảm còn 650.000. Có size 39,5, 40, 42, hết 41 mất rồi. 40 như cũng chỉ còn một đôi thôi, 42 còn một hai đôi. Đại loại là Hùng chỉ có mỗi mỗi mẫu Hùng giới thiệu chỉ có mấy đôi mọi người nhá.
Nếu mọi người thích mẫu nào thì quất nhanh liên hệ Hùng ngay, và lên Shopee Hùng vẫn chưa đăng đâu. Mấy cái này hàng ít quá nên chả bỏ đăng Shopee mọi người. Nên đăng YouTube với đăng Facebook thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ Hùng ngay nha. 1.4 triệu giảm còn 650, line link ARBN007. Ok, goodbye mọi người, Hùng sẽ làm video tiếp theo đây, giới thiệu mẫu giày khác.